Ok, chào các bạn nha. Đây là cái bộ mình vừa lên cái clip các bạn. Cái máy này mình nãy định test nhưng mà chưa test xong. Lên cái clip cái này mình đang có khoảng 200 bộ nè. Cái này mình sẽ bán từ từ nha. Từ từ. Thì giá này là giá thực sự là lấy công làm lời các bạn. 250k bao ship luôn nha, giá lấy công làm lời. Cái này một cây này không thì khách nào mà lên Shopee Lazada tra thì giá cũng tầm khoảng 180-200. Tùy hành trình ngày dài ngắn nha. Nhưng mà với hành trình này thì tầm 100 mấy các bạn, 180 nha. Một bộ tay rời, tay này chỉ độc quyền bên mình có nha các bạn ha. Bên chỉ bên mình có thôi, bên bãi có bao nhiêu về mình lấy hết nha, mình ôm hết. Cho nên là cái tay điều khiển này hiện tại thì các bạn mua ở ngoài thì không có nha. Đặt bên Trung Quốc thì không biết có hay không nha, nhưng mà hiện tại Shopee Lazada thì không có nha các bạn. Tay bấm. Còn cái adapter này cũng chắc là không có luôn, tại vì nó đi chung bộ các bạn, nó đi chung bộ nha. Mình các bạn đâu có mua được rời ở ngoài. Nó là 29V. Sao nó không lấy nét. 29V 4A. 4A 116W. Ok, đấu sẵn hết cho khách nha. Hiện tại mình test rồi mình nói tiếp nha các bạn. Đây, cắm hai điện 220, hàng mới chưa xài nha. Đó. Tải 100kg nha. Tải nâng hạ 100kg và giữ vị trí nha các bạn. Giữ vị trí nha. Ví dụ như bạn đang treo một cái vật gì đó nha thì các bạn buông ra thì nó sẽ giữ vị trí nha, không rơi không tuột ha. 100kg. Motor rất khỏe luôn. Motor 24V. Hết hành trình tự ngắt nha các bạn. Đó. Tự ngắt không chạy được nữa nha. Đó. Lực rất khỏe, 100kg. Tải 1000 Newton nha, 1000 Newton tức là 100kg. Chạy êm ru. Cái này hàng mới chưa xài nha các bạn. Hàng mới chưa xài. Bán rẻ cho khách về chế cháo ha. Khách nào muốn nâng hạ 200kg thì lấy 2 bộ nha, 2 bộ đấu hai bên. Hai bộ mình đấu chung một điều khiển được nha. Hai bộ đấu chung một điều khiển. Ok. Hiện tại thì mình đang đấu một đơn 4 cái này chung một điều khiển cho anh khách nha. Thì khi đó mình sẽ xử lý cái phần dây. Cơ bản thì điều khiển thì là một. Nếu khách nào mua mà đấu một tay bấm á, thì cái tiền nó sẽ hơn một chút xíu nha. Khoảng 50k, 100k gì đó. Công mình bỏ ra mình đấu các bạn. Rồi công sợi dây nha. Tiền này tiền kia. Ok nha, trọn bộ 250k bao ship, đấu sẵn hết nha, mua về cấp điện 220 là xài.